Ngân hàng Phương Đông OCB đã chính thức công bố trên website chính của OCB thông tin về an toàn vốn cho cổ đông, khách hàng và đối tác như một kênh giao tiếp thường xuyên nhằm minh bạch hóa hoạt động của ngân hàng. Các nội dung công bố xoay quanh thông tin về tỷ lệ an toàn vốn, chính sách và công cụ quản lý rủi ro đối với từng mảng rủi ro chính và vốn yêu cầu tối thiểu cho từng rủi ro đó. Việc OCB sẵn lòng công bố các thông tin này thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trong tuân thủ các chuẩn mực quốc tế và sự minh bạch của ngân hàng này trong hoạt động kinh doanh. Từ báo cáo an toàn vốn cho thấy, hoạt động kinh doanh của OCB tập trung thuần túy vào lĩnh vực ngân hàng và các dịch vụ có liên quan. Điều này được thể hiện rõ trong cấu trúc tài sản và danh sách các công ty.